Trong video trước, Lâm Đồng đã ăn một giọt tình huyết của Viễn Cô Long Viên, kết quả là bị nó truy đuổi kịch liệt buộc phải nhảy lên người Tiểu Viên rồi bỏ chạy. Còn Long Viên đuổi theo không bỏ, hai bên tiến hành một màn mèo đuổi chuột. Nhìn phía xa giữa vách đá có một cái khe hở, Lâm Đồng nhanh chóng yêu cầu Tiểu Viên bay tới đó. Bởi vì thân hình con Long Viên to lớn nên nó không thể chui lọt qua, đành phải mang theo cơn tức giận ở lại bên ngoài. Tiến vào bên trong, Lâm Đồng liền rơi xuống một cái hang động khá rộng rãi. Viễn Cô Long Viên ở bên ngoài đập phá liên tục vậy nhưng tình hình không khả quan. Đám người Lâm Đồng có thể lợi dụng địa hình tránh né, đợi nó đi rồi bọn họ sẽ rời khỏi. Trước mắt, nếu có thể luyện hóa viên tình huyết thì có thể luyện thành ma viên biến. Đến lúc đó công lực của cậu sẽ nâng cao không chỉ mấy lần. Chỉ có điều tình huyết của Viễn Cô Long Viên cực kỳ bạo ngược, tuyệt không cùng đẳng cấp với đại lực viên thông thường. Một khi luyện hóa thất bại thì có thể sẽ bị bạo ngược ăn mòn thần trí, cuối cùng biến thành quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ. Dù là vậy thì cậu vẫn không sợ, muốn lấy được sức mạnh bắt buộc phải mạo hiểm. Không chờ đợi thêm, Lâm Đồng liền ngồi xuống hấp thu. Mới hấp thu được một chút, cậu đã cảm thấy khó chơi. Đưa ra bên này nhanh chóng nhắc nhở mau chóng sử dụng đại nhận lôi thể. Không ngờ ngay cả đại nhận lôi thể cũng không thể ức chế lực lượng ăn mòn. Cách duy nhất bây giờ là giữ vững tinh thần, đừng để Long Viên tình huyết xâm chiếm thần trí. Đáng tiếc là mọi thứ đã quá muộn, tâm trí của Lâm Đồng đã bị ảnh hưởng, toàn thân toát ra tà khí, ánh mắt chuyển sang màu đỏ, hiển nhiên là đã bị sự cuồng bạo của tình huyết làm ảnh hưởng. Cậu nhanh chóng lao lên tấn công Điêu Gia và Tiểu Viêm, Điêu Gia nhanh trí dùng thực lực khống chế Lâm Đồng, Tiểu Viêm nhân cơ hội đó hoa lớn rồi lao tới đè xuống đất, không để cho cậu thoát ra. Sau đó Điêu Gia lại sử dụng thuật thôi miên giúp Lâm Đồng tỉnh táo lại. Cách này quả nhiên có hiệu quả, Lâm Đồng từ từ lấy lại bình tĩnh, sau đó tiếp tục luyện hóa. Trải qua một ngày một đêm, cậu cuối cùng cũng luyện hóa thành công ma viên biến, toàn thân toát ra khí tức mãnh liệt, trên đầu lại xuất hiện một cái sừng trâu. Hình thái sau khi biến đổi vô cùng khác với ma viên biến của La Thứ. Đưa ra gật đầu, loại sử dụng tinh huyết của đại lực viên như La Thứ vốn là không là gì, còn cậu, cái sử dụng là hàng cao cấp tinh huyết của Viễn Cô Long Viên. Lâm Đồng nghe vậy liền muốn thử xem uy lực công pháp. Nói rồi cậu lập tức lao lên không trung, dùng sức mạnh thân thể đánh ra một lỗ thoát. Lúc này Viễn Cổ Long Viên đã rời đi, Lâm Đồng an toàn đi ra bên ngoài, chỉ có điều lão gia Cổ Nhàm cũng ở gần đó. Cả ngày cho người tìm kiếm thì không thấy, trong lúc vô tình lại chạm mặt. Nhìn thấy tiểu tử này xuất hiện, lão liền muốn tính sâu một phen, hôm nay tất phải rửa sạch sỉ nhục. Vừa vặn Lâm Đồng cũng muốn thử sức một phen nên cũng lớn tiếng khiêu khích. Không chờ đợi thêm, Cổ Nhàm liền lao tới tấn công phủ đầu, Lâm Đồng nhanh nhẹn né tránh, sau đó liên tục công kích. Mặc dù chiếm được chút ưu thế, vậy nhưng thực lực Cổ Nham là hàng thật giá thật. So với loại võ công cường hóa thân thể thì vẫn có lợi hơn, bởi vì ma viên biến có thời hạn, không thể kéo dài quá lâu. Sau nhiều lần bị ăn hành, lão quyết định sử dụng tới con át chủ bài là cổ kiếm hồi thiên, mà Lâm Động cũng lập tức lấy ra thiên lần cổ kích. Nhìn chúng kích đã tự động thay cho bộ sảng, Lâm Động cũng ngạc nhiên vậy nhưng rất nhanh cũng tập trung vào vấn đề chính. Đánh ra thiên lòng kích ngăn cản sau đó bỏ chạy là thượng sách. Sau khi đã chạy thoát, Lâm Đồng mới quay sang hỏi thăm Điêu Gia lý do tại sao thiên lân cổ kích lại chuyển sang bộ dạng khác. Điêu Gia liền trấn an, đây là thiên long chân huyết bên trong thiên lân cổ kích bắt đầu hiển hiện. Điều này có nghĩa rằng thiên lân cổ kích sắp tới lúc thăng tới linh bảo cao cấp. Vậy nhưng muốn thăng cấp thì phải có vật liệu và còn cần một vị linh phù sư cao cấp luyện chế. Lâm Đồng nghe vậy liền hiểu ra, nơi này cách Đại Khôi Thành cũng không xa, bọn họ trước tiên đi xem thử. Tiến vào thành, việc trước tiên cần phải làm là tìm nguyên liệu thăng cấp cổ kích. Vô phần ngày hôm nay đấu giá hội Vũ Minh lại có đấu giá, Lâm Đồng liền cùng với đoàn người tiến vào bên trong. Ở bên trong không những rộng rãi mà còn tấp nập. Bước vào chưa được bao lâu, Lâm Đồng liền nhận ra nơi này đang có một luồng tinh thần lực. Chủ nhân cỗ tinh thần lực kia là một tên thiếu niên trẻ tuổi, bộ dạng vô cùng kiêu ngạo. Tên của hắn là Hoa Tông, thuộc thế lực Âm Khôi Tông. Rất nhanh, một vị nữ tử mặc trang phục màu đỏ cũng xuất hiện. Có vẻ như ăn mặc thiếu phải là phong cách chủ đạo tại nơi này, cho nên chỗ nào cần lồi, cần lõm đều bị người khác thu vào tầm mắt. Hoa Tông nhìn thấy nữ tử này cũng sáng mắt, hiển nhiên địa vị của nàng ta không nhỏ chút nào. Mọi người nhanh chóng nhận ra nàng ta là thiên thiên của Đại Ma Môn. Nàng chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến cả đám điên đảo hò reo, ngay cả Lâm Động cũng rơi vào trầm mê. May mắn là Điêu Gia kịp thời nhắc nhở giúp cho cậu tỉnh táo lại. Điêu Gia cho biết, thứ nàng ta dùng để mê hoặc không phải mỹ thuật mà là trời sinh mỹ thể. Một ánh mắt, một nụ cười cũng sẽ làm người khác say mê không thể kiềm chế. Đột nhiên Thiên Thiên lại chú ý tới Lâm Đồng, nhìn thấy tiểu tử này không bị ảnh hưởng, nàng cũng cảm thấy thú vị. Giờ lành cũng đã tới, Thiên Thiên và Hoa Tông quay lại chỗ ngồi xuống, sau đó đấu giá hội cũng bắt đầu. Vật đấu giá thứ nhất là Ma Lân Kim Tân, thứ này có thể dùng thăng cấp thiên lân cổ kích, nên Lâm Đồng không thể bỏ lỡ. Cứ như vậy, bất cứ món đồ nào có ích, Lâm Đồng đều thu vào tay. Thời gian thấm thoát cũng đã tới tối, cũng may là mấy dược liệu cần thiết, tên Hoa Tông đều không chú ý tới. Món đồ đấu giá bổ sung là một cái bộ đoàn thần bí, trước mắt chỉ có thể xác định nó là món linh bảo tính phụ trợ. Lâm Đồng nhận ra thứ này hình như có sức mạnh kỳ quái nào đó, tên Hoa Tông dường như cũng biết điều này, hắn lập tức ra giá.
Đột nhiên, Đường Xa lên tiếng, hắn cũng cảm thấy thứ này có chút quái lạ nên muốn Lâm Động mua nó. Sau một hồi lưỡng lự, Lâm Động cũng quyết định báo giá. Hành động cạnh tranh này liền khiến cho Hoa Tổng tức giận. Chỉ là Điều Xa lại khẳng định chắc chắn nên Lâm Động kiên quyết không chịu bỏ cuộc. Cuối cùng giá cả được nâng lên 10 vạn thuần nguyên đan. Cảm thấy cái giá này quá cao cho nên Hoa Tông liền mang theo cơn bực tức quay về chỗ, trên miệng nói không cần thứ đồ này, vậy nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không tha cho Lâm Động. Đồ đã vào tay, Lâm Động liền rời đi. Thiên Thiên cô nương đột nhiên đuổi theo chào hỏi, cũng muốn hỏi thăm tên tuổi và xuất thân của Lâm Động. Hai người vừa chào hỏi vài câu thì Hoa Tông đã xuất hiện cắt ngang, hắn giống như tiện đường đi qua. Sau khi tên này rời đi, Thiên Thiên liền nhắc nhở cậu cẩn thận đề phòng. Lâm Động đi tới gặp Trinh đại sư, nhờ ông ta luyện hóa thiên lân cổ kích. Muốn nhờ vả đương nhiên phải mất tiền công, con số ông ta yêu cầu là 5 vạn thuần nguyên đan. Ngoài ra linh bảo trong quá trình luyện hóa sẽ có nguy hiểm. Nếu như thất bại, cổ kích lẫn vật liệu đều bị hủy. Lâm Động nghe vậy cũng kinh ngạc, bây giờ đã đưa tiền vào nguyên vật liệu rồi, chỉ còn mong may mắn mà thôi. Nghe được sự đồng ý, lão liền bắt đầu đem cổ kích và nguyên vật liệu tiến vào trong lò lửa, sau đó lại sử dụng tinh thần chi hỏa luyện chế. Rất nhanh sau đó, quá trình luyện chế cũng xong. Lần này may mắn không có bất trắc nên thiên lân cổ kích trực tiếp được tiến xa lên cao cấp linh bảo. Nhận đầu vào tay, Lâm Động cũng vô cùng vui mừng, cũng chắp tay cúi đầu cảm ơn. Đột nhiên Hoa Tổng bước vào, trên miệng không quên khen ngợi thiên lân cổ kích. Hắn ngỏ ý muốn mua lại thanh chiến kích này, vậy nhưng Lâm Động thẳng thắn từ chối. Trình đại sư thấy tên này tùy tiện xông vào phòng cũng lên tiếng đuổi ra ngoài, biết không thể đắc tội Trình đại sư nên Hoa Tông đành phải quay xe, vừa đi vừa không quên thông báo hắn sẽ cho Lâm Động một ngày thời gian suy nghĩ. Trình đại sư nghe vậy quay sang nhắc nhở Lâm Động mau chóng rời khỏi Đại Khôi Thành. Ý tốt này cậu xin nhận, vậy nhưng mà bản thân cậu lại không phải là người ngán phiền phức, cho nên cậu cũng muốn xem tên kia định rời trò gì. Và tới đây thì tập phim đã hết rồi, hẹn gặp lại mọi người ở lần sau nhé. Nếu thấy video bổ ích, đừng quên bấm like và đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và tạm biệt.